người trong chúng ta luôn tự đặt câu hỏi, tại sao người Hàn Quốc lại sang trọng? Vì sao người Hàn Quốc luôn quý phái? Tại sao giới trẻ lại thần tượng diễn viên của Hàn Quốc? Nhiều khán giả Việt Nam khi xem các diễn viên Hàn Quốc cũng phải thầm mơ ước rằng có một ngày nào đó được sở hữu những sản phẩm như các diễn viên Hàn Quốc. Và ước mơ đó giờ đây đã không còn là mơ ước. Bởi ngay bây giờ, Thành Trung sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một địa chỉ không xa, nằm ngay tại khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Nào bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá showroom chuyên bán các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, showroom Akasitech. Đồng hồ vẫn luôn là món đồ thời trang và cũng là thứ để khẳng định đẳng cấp của bao người. Hình thức của chiếc đồng hồ được nhà sản xuất ra sức cải tiến, thiết kế mới lạ, kiểu dáng sang trọng lịch lãm. Chiếc đồng hồ bé bé nổi bật trên cổ tay không những thu hút sự chú ý của người đối diện, đồng hồ đeo tay còn giúp bạn đúng hẹn nữa. Và bằng chiếc đồng hồ có sắc màu sặc sỡ, thật là đa dạng phải không ạ? Vậy thì bạn hãy chọn cho mình một chiếc đi nhé, và nó sẽ làm tôn lên giá trị bản thân bạn đấy. Ngay khi mới ra mắt làng thời trang trong mùa hè năm nay, xu hướng túi tại showroom Akasitech đã khiến cho phái nữ phải hài lòng bởi tính đa dạng và tiện dụng của nó. Tất cả những mẫu túi tại đây đều có kiểu dáng và mẫu mã quen thuộc. Thêm vào đó, với tính chất đa dạng trong thiết kế, các mẫu túi đó thường rất dễ mix đồ và còn có thể đem lại cho bạn vẻ ngoài nhẹ bẫng, thật thoải mái với tiết trời nóng nực ngày hè. Tất cả các loại túi xách được bày bán tại showroom Akasitech đều được các nhà thiết kế Italia tài tình sáng tạo và sản xuất tại xứ sở Hàn Quốc. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được thừa hưởng những thành phẩm tuyệt vời này. Tới showroom của Akasitech, các chị em phụ nữ sẽ hoàn toàn hài lòng với các dòng sản phẩm tại đây, bởi các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc mà chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn sẽ đảm bảo uy tín và chất lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan một gian hàng cũng khá ấn tượng tại showroom của Akasitech. Đó là gian hàng chuyên bán các loại sâm Hàn Quốc. Hồng sâm Hàn Quốc có tác dụng tăng cường sức khỏe bồi bổ hàng ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, bổ sung dinh dưỡng, duy trì các chức năng và độ dẻo dai của khớp. Tất cả các sản phẩm được bán tại showroom Akasitech của chúng tôi đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chúng tôi cam kết các sản phẩm được bày bán tại đây sẽ đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để khách hàng khi đến với showroom của chúng tôi được sở hữu những sản phẩm ưu việt nhất. Máy lọc nước là một trong những bản sắc tạo nên thương hiệu của Akasitech. Máy lọc nước kiềm Alkaline và UF có 4 lõi lọc giúp lọc sạch và tạo ra loại nước có tính chất kiềm, giữ lại những thành phần vi khoáng chất tự nhiên, tốt cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, chống táo bón và không sử dụng điện. AK1000 và AK2000 là máy lọc nước kiềm rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng, với cấu tạo gọn nhẹ và thiết kế trang nhã mà vẫn đảm bảo chất lượng lọc nước, đảm bảo sức khỏe của người sử dụng. Máy lọc nước AK1000 có thể lắp đặt rất tiện dụng tại phòng bếp. Máy lọc nước AK2000 thì có thể lắp đặt rất tiện lợi cả ở phòng khách và phòng bếp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có các sản phẩm lọc nước rất được khách hàng ưa chuộng như là Nexter 2154, GL6000. Ngoài tính năng lọc nước thông thường, hai sản phẩm này còn có thêm tính năng cung cấp nguồn nước nóng lạnh rất tiện dụng cho gia đình và công sở. Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của công ty Akasitech Vina, các gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu có thể thuê máy lọc nước tại showroom Akasitech để sử dụng. Như chúng ta đã biết, công dụng của lá trà xanh là làm cho da được bảo vệ với rất nhiều các vitamin A và carotin trong trà xanh. Hiệu ứng kháng khuẩn cao với các tính năng như là khử trùng mạnh mẽ của trà xanh, giảm bớt sự căng thẳng và làm cho tinh thần rất sảng khoái. Đó cũng chính là lý do công ty trách nhiệm hạn Akasitech Vina cho ra mắt dòng sản phẩm mới giấy vệ sinh Hàn Quốc, được chiết xuất từ lá trà xanh nguyên chất. Sản phẩm này có những ưu điểm nổi bật mà các sản phẩm khác không thể có được, đó là hoàn toàn không có hóa chất. Và đặc biệt, tinh chất trà xanh có tác dụng kháng khuẩn và rất lành tính với làn da nhạy cảm của các em bé. Và dòng sản phẩm của chúng tôi được chia làm 3 loại chính với rất nhiều ưu điểm nổi bật. Được chiết xuất từ mô lá trà xanh đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao bì dễ phân hủy nên rất thân thiện với môi trường, đặc biệt lành tính với làn da nhạy cảm nhất. Một bịch giấy gồm 3 túi, 30 cuộn, 24 cuộn và 18 cuộn. Chiết xuất 100% từ lá trà xanh hữu cơ, sạch sẽ và mềm mại kết hợp với hương thơm mát dịu của lá trà xanh, không có chất liệu hình quang nên tuyệt đối lành tính với làn da của em bé. Túi gồm có 3 hộp, gồm 250 và 180 tờ giấy. Sức hấp thụ năng lượng đã được tăng lên hơn 49% so với khăn bếp bình thường. Chiết xuất 100% virgin bột giấy, không có chất liệu hình quang, từ thiết kế mềm mại và dày, một túi gồm 4 cuộn giấy lớn. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn, hoặc gọi điện trực tiếp đến showroom của Akasitech qua số điện thoại 097-225-1237 hoặc 04-2211-8855 và 04-2211-9955 để được tư vấn miễn phí.